Xin chào mọi người nhé. Đây là cái kho bên mình đang bắt đầu xuất củ ly lùn với cả là củ tulip. Dần dần thời gian này là bắt đầu là xuất củ tulip rồi. Ly lùn thì đang xuất. Đây, ly lùn một số đây. Củ ly lùn nguồn gốc rõ ràng. Màu cam perfect. Đây, củ đang đông đá này. Đây, các màu lên lùn. Còn tulip này, tulip ông sọt đang nhỉ. Đây, công tác kìa, gửi hàng và chở hàng đi. Kho thì ở trong này, kho lạnh ở trong này. Trong này bảo quản nơi đang nhặt. Một số khách đang nhặt củ. Đây, một số khách đang nhặt củ. Đây, cái củ đây. Anh xin được. Chỗ tan nát. Củ ly lùn à, củ tulip như này, nguồn gốc này. Khi các bạn mua của tulip này phải để ý cái nguồn gốc. Nếu mà xem được sọt này, gian này vứt một sọt 600 củ, size 12 cộng. Màu đây là màu này. Đây là số củ này. Size bên này. Và bên này có cái check. Đấy, xuất xứ gian này vứt này. Mọi người cần và lưu thắc mắc gì về vấn đề cái củ, chất lượng củ này, cách trồng, có thể nhắn tin vào Zalo cho mình, số điện thoại 0394493099, hoặc là cứ comment ở dưới video, mình sẽ trả lời hết tất cả mọi cái thắc mắc của các bạn nhé.